Năm 2024 là năm Giáp Thìn, tức là năm con rồng, một loài vật trong thần thoại, tượng trưng cho thịnh vượng, uy vũ và khát vọng thành danh. Sau đây là một số loại cây hợp phong thủy, được cho là có thể mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe, thành công cho gia chủ trong năm mới. Hãy cùng Phong Thủy và Sức Khỏe khám phá thông qua video sau đây nhé! 7 loại cây cảnh siêu hút lộc năm 2024, tạo điểm nhấn không gian sống, kéo vận may cho gia chủ, tiền vào đầy túi. Cây cảnh từ lâu đã được biết đến không chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe, ý nghĩa với môi trường và dùng để trang trí không gian, mà nó còn được coi là một trong những vật phẩm phong thủy. Đồng thời, cây phong thủy sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. Chúc phú quý. Chúc phú quý còn được gọi là chúc trường thọ, chúc may mắn, chúc vạn niên, chúc tiêu, chúc hạnh vận. Được dùng làm cây cảnh trang trí văn phòng, nhà ở, nên chúc phú quý không phát triển cao như những loài chúc khác cùng họ. Cây trưởng thành thường chỉ cao khoảng 30-50cm. Loài cây này có thân mọc thẳng đứng, đốt trên thân cây, mỗi đốt chúc cách nhau 2-3cm. Thân cây rất mềm dẻo nên có thể uốn thành nhiều hình thế tùy thích. Để hóa giải sát khí trong nhà, gia chủ nên đặt chúc phú quý trên nắp tủ lạnh, trong phòng bếp hoặc phòng vệ sinh. Nếu muốn mang lại vận may trong học hành, sự nghiệp thì đặt cây trên bàn làm việc, phòng khách. Khi đặt cây ở hướng đông nam, hãy tránh để kim loại gần cạnh. Cửa chính và phòng khách cũng là những khu vực tốt để trưng bày trọng chúc phú quý. Cây kim ngân. Kim ngân là một trong những loại thực vật nổi tiếng nhất trong phong thủy. Cây này còn được coi là cây tiền hoặc cây may mắn. Lá cây xanh mượt quanh năm, tại cuống lá có 5 lá tượng trưng cho ngũ hành. Do đó cây kim ngân còn giúp cân bằng ngũ hành. Người ta quan niệm nếu đặt cây này trong góc phía đông nam của ngôi nhà, gia đình đó sẽ không bao giờ gặp long đong về chuyện tiền bạc. Cây kim ngân cũng rất dễ chăm sóc, không cần nhiều nước và chỉ cần tưới một ít nước mỗi tuần một lần. Thích ánh sáng nhẹ, có thể phát triển bình thường trong nhà dưới ánh sáng đèn điện. Cây ngọc bích. Ngọc bích cũng là một loại cây thường được sử dụng trong phong thủy với mong muốn thu hút tiền tài cho gia chủ. Cây ngọc bích còn được gọi là cây phỉ thúy, cây tình bạn, cây may mắn, thuộc loại cây mọc nước, có nguồn gốc từ Nam Phi. Lá có màu xanh mơn mởn, hình tròn như đồng xu, dày và mọc nước. Rìa lá ngọc bích chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo phong thủy, cành lá cây ngọc bích tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Cây ra hoa sẽ thể hiện sự giàu sang, no ấm. Chính vì thế, người ta thường đặt cây này tại lối đi vào các cửa hàng, tại quầy thu ngân, chỗ để máy đếm tiền. Theo ngũ hành, cây ngọc bích xếp vào hành kim nên hướng thích hợp để đặt cây là hướng Tây và Tây Bắc, tránh đặt cây ở hướng đông nam gây ra xung khắc. Hoa hồng môn hoặc hồng hạc. Trong năm 2023, loài hoa phổ cập hơn cả trên những trang phục dẫn đầu xu hướng thời trang chính là hoa hồng môn. Hồng môn là một loài cây dễ chăm sóc, dễ sống, có thể sinh sôi nảy nở trong cả thời tiết nóng ấm lẫn lạnh giá. Loài cây này không đòi hỏi nhiều nước hay phân bón. Hoa hồng môn có nhiều màu, trắng, hồng, xanh, đỏ, nhưng đặc biệt loại màu đỏ được gọi là trái tim Hawaii, tương tự như ý nghĩa của nhiều loài. Hoa màu đỏ, hồng môn đỏ đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn. Đặc biệt, trong phong thủy, màu sắc đậm và tươi sáng của hồng môn được cho là thu hút sự may mắn cho chủ nhân ngôi nhà. Đồng thời, sức sống mạnh mẽ, màu sắc rực rỡ của loài hoa này cũng được cho là rất tốt cho vận khí. Húng quế. Húng quế là loài cây mọc hàng năm, thân thảo, hình vuông, cao khoảng 40-50cm, có khi cao hơn tùy chất đất và khoảng cách trồng. Đây là loại rau, có mùi thơm, dùng để làm rau gia vị trong các bữa ăn hàng ngày. Ngoài những đặc điểm trên cây húng quế còn mang ý nghĩa phong thủy là phát tài, phát lộc mang may mắn cho gia chủ nếu trồng quanh nhà. Trồng húng quế giúp bảo vệ gia chủ và thu hút may mắn, tiền tài. Hương thảo. Hương thảo có tên gọi khác là mê điệt hương, là cây bản địa của vùng Địa Trung Hải. Trước đây, loài cây này được trồng nhiều ở phía Nam châu Âu, Tây Á và Bắc Phi. Tại Việt Nam, cây hương thảo được trồng ở một số tỉnh miền Trung và miền Nam. Ngoài công dụng trang trí, cây hương thảo còn được dùng để làm thuốc, thức ăn và tinh dầu. Đặc trưng của cây hương thảo là tỏa mùi thơm rất dễ chịu. Đặt chậu hương thảo như cây trồng trong nhà hoặc không gian làm việc, mùi hương thoang thoảng bay trong gió mang đến sự thư giãn cho gia chủ. Để tăng thêm vượng khí, người mệnh hỏa nên đặt cây theo hướng Tây Nam hoặc Nam. Người mệnh mộc nên đặt cây theo hướng Đông hoặc Đông Nam. Hoa lan. Hoa lan đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu, sự tinh tế, thống nhất và sự sinh sôi nảy nở. Vì vậy, hoa lan là một trong những loại hoa yêu thích trong năm mới vì mang lại may mắn, sức sống và tuổi thọ.
có hoa lan trong nhà được cho là sẽ làm tăng mức độ hạnh phúc và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Hoa lan luôn đa dạng về màu sắc và mỗi màu sắc đều mang một ý nghĩa khác nhau. Cho dù lựa chọn hoa lan để trang trí nhà cửa hay để biếu tặng thì màu sắc vẫn phải phù hợp với mệnh của chính người sử dụng. Cụ thể, người mệnh kim phù hợp với hoa lan màu vàng hoặc những màu sáng như trắng, mộc gắn với các cành cây, ngọn cỏ. Vì vậy hoa lan màu xanh sẽ là phù hợp nhất với người mệnh mộc. Hỏa với biểu tượng là ngọn lửa nên người mệnh hỏa sẽ phù hợp với hoa lan có màu sắc rực rỡ như tím, cam, vàng. Người mang mệnh thổ là bạn của đất nên chọn hai màu hoa tương đồng là vàng và cam. Người mệnh thủy thì chọn những loại lan có màu xanh nhẹ, trắng, vàng là những màu tương sinh với bản mệnh. Trên đây là danh sách 7 loài cây phong thủy mang lại tài lộc, may mắn cho gia chủ. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ hữu dụng với tất cả mọi người. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.